Tiếp tục với Việt Nam Ngày Mới sáng nay cũng sẽ là một nhân vật chắc chắn sẽ có tình yêu với sách, và nhân vật này cũng đã có những cái quyển sách để lại dấu ấn với tên tuổi của mình. Chúng ta cùng đến với khách mời ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa quý vị, khách mời sáng nay là nhà văn Amanda Huỳnh. Chị hiện đang sống và làm việc tại Pháp và là tác giả của hai quyển sách ký họa từng được yêu thích, Lam năm 2016 và Có Hẹn Với Paris năm 2017. Trở lại với bạn đọc lần mới đây nhất thì chị viết cuốn sách Chữa Lành, Nơi Chúng Ta Thuộc Về do nhà xuất bản Trẻ ấn hành, hướng đến những phạm trù yêu, thương và tha thứ. Chị cũng vừa trở về Việt Nam và có buổi giao lưu giới thiệu tác phẩm mới với độc giả tại thành phố Hồ Chí Minh. Luật hiện đang là luật sư, họa sĩ, vẽ, viết rất là nhiều những cái ngành nghề khác nhau, nhưng mà câu chuyện ngày hôm nay thì cũng sẽ vô cùng là thú vị để gửi đến tất cả quý vị khách mời của chương trình, chị Amanda Huỳnh. Dạ, Phương Thảo xin chào chị ạ. Chào Phương Thảo và chào tất cả các quý vị khán giả của chương trình Việt Nam Ngày Mới. Chắc là đầu tiên thì Phương Thảo cũng hỏi luôn là theo như Phương Thảo được biết là để mà mình ra mắt cái cuốn sách mới nhất với các độc giả của mình thì là chị từ Paris trở về thành phố Hồ Chí Minh. Lần trở về này thì Amanda Huỳnh có gì khác so với những lần trước đây không? Thật ra lần nào mình cũng trở về, cho dù có là ai, có trở thành ai trong cái cuộc sống này thì mình cũng chỉ trở về với một tư cách duy nhất thôi, đó là người con của quê hương. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói một chút về quyển sách rất mới mà chị vừa mới gửi đến cho độc giả của mình. Nơi Chúng Ta Thuộc Về sẽ là những gì ở trong đó ạ? Mình nghĩ là ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có một lúc mình tự đặt câu hỏi là mình sống vì điều gì? Tại sao mình không cảm thấy an ổn? Và mình muốn qua cuốn sách này, chúng ta sẽ cùng đi qua các giai đoạn, các chiều kích khác của cuộc sống, chẳng hạn như là tình yêu, tình thương và sự tha thứ. Cái cuốn sách Nơi Chúng Ta Thuộc Về, mình chỉ muốn kể về một chặng đường. Mà ở cái chặng đường đó, nếu các bạn đang đọc và thấy mình đã từng trải qua hoặc là đã trải qua một điều tương tự như vậy thì các bạn cảm thấy là các bạn không có một mình, và muốn các bạn thấy là các bạn được đồng cảm. Đó là điều mà cuốn Nơi Chúng Ta Thuộc Về mình mong muốn mang lại. Khi mà Phương Thảo xem qua quyển sách này thì Phương Thảo thấy là chị chia nó làm bố cục 3 phần: yêu, thương và tha thứ. Thường thì trong một cái chiều hướng cảm xúc thì em thấy là khi mà chúng ta tha thứ được những gì đã trải qua rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu có thể yêu nó, và sau đó thì chúng ta sẽ thương nó nhiều hơn. Nhưng mà tại sao chị lại chọn cái bố cục của quyển sách của mình theo từng trình tự là yêu rồi đến thương rồi đến tha thứ ạ? Thực ra yêu, thương và tha thứ nó là những chặng đường. Chúng ta có thể đi ngược lại,
hoặc là đi xuôi chiều. Nhưng mà bằng cách nào đó thì chúng ta cũng phải trải qua những cái giai đoạn đó thôi. Và đôi lúc mình nghĩ mình phải yêu, phải trải qua nhiều cung bậc của tình yêu để phát hiện ra chính mình, rồi nhận ra được những cái giá trị và bản thân mình là ai, để từ đó mình học cách thương người khác. Và mình thực sự nghĩ là mình sẽ rất khó tha thứ cho một người nào đó khi mình không đủ yêu và thương họ. Bởi vì sự tha thứ nó cần rất nhiều thấu cảm. Và chính bản thân chúng mình cũng vậy. Mình chỉ có thể tha thứ được cho bản thân khi mình đã biết cách yêu bản thân đủ. Dạ. Như vậy thì nếu như mà chúng ta đã trải qua những cái cung bậc như vậy thì trả lời câu hỏi nơi chúng ta thuộc về sẽ là nơi nào ạ? Cái câu trả lời này là câu trả lời của mỗi người. Trước khi ra cuốn sách thì mình có trao đổi cái tựa đề này trên cái fanpage của mình, và có rất nhiều bạn viết về các nơi các bạn ấy thuộc về. Thì cái nơi đó có thể là nhà, có thể là quê hương, có thể là một nơi rất nhiều kỷ niệm. Và có bạn chia sẻ là nơi đó là ngôi chùa, mà nơi đó mỗi lần các bạn đến, các bạn nghe kinh tụng, các bạn cảm thấy rất là an ủi. Như vậy thì cái nơi chúng ta thuộc về là nơi nào? Thì có lẽ các bạn đọc sách và sẽ phải tự trả lời cho mình là cái nơi đó là cái nơi nào, bởi vì sẽ không có một cái nơi cho tất cả mọi người. Dạ, vậy còn nơi của chị thì sẽ là ở đâu ạ? Thật ra nơi của mình đã tìm thấy, và nó cũng nằm trong cái thông điệp của cuốn sách luôn. Và mình bật mí là nếu mà các bạn đọc sách thì các bạn sẽ thấy câu trả lời của mình trong rất nhiều các chương của cuốn sách. Dạ. Bây giờ thì quay trở lại với bản thân chị Amanda Huỳnh đi. Nếu như mà chúng ta đã đọc qua hai quyển sách trước và có tìm hiểu về một người phụ nữ, một cô gái có tên Amanda Huỳnh, thì sẽ thấy là chị có trải qua một cái tuổi thơ và thời niên thiếu thì nó có nhiều những cái tổn thương. Nhưng sau đó thì mình mạnh mẽ vượt qua và mình gặt hái được khá là nhiều thành công. Cho nên là khi mà chị viết ra những cái câu chữ của mình đó, từ quyển sách đầu tiên cho đến quyển thứ hai và cho đến quyển bây giờ là quyển thứ ba, thì rất nhiều người ưu ái nói rằng đó là những quyển sách mang tính chữa lành. Từ kinh nghiệm của cá nhân chị đi, thì chị có một cái gọi là một cái keyword nào đó để có thể chia sẻ cùng với mọi người, những người mà có lẽ là họ cũng đang có một cái tổn thương nào đó cần được chữa lành ạ? Thật ra mình nghĩ đối với bản thân mình, cái điều lớn nhất mà mình cảm thấy là nên có để có thể chống chọi với tất cả những khó khăn trong cuộc đời, đó là sự biết ơn. Sự biết ơn sẽ biến một cuộc đời bất mãn thành một cuộc đời bình thường, biến một cuộc đời bình thường trở thành một cuộc đời tuyệt diệu. Đó là lý do tại sao mà tất cả các nhà ga ở châu Âu đều có một cái cửa hàng hoa. Bởi vì thử nghĩ xem, khi mà mình đến hay mình ra đi, mình đều nên mang một bó hoa đến để cảm ơn cuộc đời, để cảm ơn tất cả những điều trải qua. Và khi mình có cái sự biết ơn đó thì mọi điều nó trở thành có ích và nó trở thành thú vị. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Ngày hôm nay đã có những chia sẻ, phải nói là cũng mang đến rất là nhiều những cái thông điệp cho một buổi sáng của chúng ta, với những điều tích cực mà chúng ta có thể lắng nghe được. Chúc chị thì sẽ luôn luôn xinh đẹp, có nhiều năng lượng, và đặc biệt là sẽ tiếp tục gửi đến độc giả thật là nhiều những cái tác phẩm, lại vẫn sẽ là những tác phẩm chữa lành, mang những thông điệp yêu thương đến cho các độc giả của mình ạ. Cảm ơn Phương Thảo và cảm ơn quý độc giả rất nhiều. Hy vọng là chúng ta có thể đồng hành cùng nhau trong những hành trình sắp tới. Yeah. Và thưa quý vị khán giả, đến đây thì cuộc trò chuyện của Phương Thảo cùng với Amanda Huỳnh cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã cùng quan tâm và theo dõi chương trình. Mến chào tạm biệt ạ. Chào mọi người.